Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn về lệnh cover, tức là lệnh phủ mặt trong phần mềm Formic. Đôi khi trong quá trình dựng hành, chúng ta tạo ra những cái mặt phẳng không tồn tại mà chỉ có các đường biên như thế này hoặc như thế này. Đấy. Thì để làm sao có thể là tạo ra được các mặt phẳng và dựa theo các đường biên này thì chúng ta có thể sử dụng lệnh cover. Các bạn kết vào công cụ Advanced Modeling Tools và chúng ta có thể thấy lệnh cover ở đây. Lệnh tắt của nó là CV. Mình sẽ kích vào đây. Sau đấy mình sẽ lựa chọn các cái đường biên của cái mặt phẳng mà chúng ta muốn tạo thành như thế này. Đấy. Sau khi tạo chọn xong các cái đường biên, các bạn có thể kích vào lệnh Finish. Ngay lập tức chúng ta đã tạo ra được một cái mặt phẳng từ các đường biên. Nó cũng thể thao tác ở đây, ví dụ như đây, mình sẽ chọn cái lệnh này. Kích chọn. Và Finish. Đấy, rất là hay. Giả sử như mình sẽ thử thao tác trên mặt phẳng cong này nhé. Mình sẽ kích vào lệnh. Mình chọn các đường biên. Đá kín, mình kích vào Finish. Đấy, thì nó cũng tạo ra cho chúng ta một cái mặt phẳng cong này. Tuy nhiên với cái lệnh này ấy, thì các mặt phẳng cong mà nó bất thường như thế này chẳng hạn thì nó rất hay là lỗi. Giả sử như mình sẽ chọn lệnh, mình chọn các cái cạnh của nó, được chưa? Đã xong. Và mình sẽ kích vào Finish thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức nó sẽ tạo ra chúng ta một cái mặt phẳng lỗi như thế này. Do vậy, tùy vào những cái trường hợp mặt phẳng cong mà các bạn có thể sử dụng, nó sẽ không chính xác trong tất cả các trường hợp. Do vậy, cái này các bạn sẽ cần và kinh nghiệm và sử dụng và thực hành nhiều thì các bạn sẽ có được. Đấy. Tiếp theo, cái lệnh này nó cũng có một cái điểm hay. Ví dụ đây, giả sử như mình sẽ biến đổi cái khối này đi một tí. Mình chọn cái điểm này, mình kéo vào này. Đấy. Các bạn sẽ thấy cái mặt phẳng chúng ta nó như thế này, nó đã bị lỗi. Đáng lẽ ra nó phải có một cái đường sinh nó nằm ở đây cơ. Đấy. Bây giờ mình sẽ xóa cái mặt phẳng đấy đi và mình sẽ sử dụng lệnh cover với cái đường viền này. Thì các bạn sẽ thấy. Mình chọn. Đấy. Các bạn sẽ thấy rằng bốn cái đường biên của chúng ta nó sẽ không cũng nằm cùng trên mặt phẳng. Do vậy khi chúng ta sử dụng lệnh này, các bạn sẽ thấy nó vẫn tạo ra cho chúng ta được một cái mặt phẳng như thế này. Và chúng ta vẫn thấy có một cái đường mờ mờ nó nằm đây. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh tip. Đấy. Bạn thấy chưa? Thì đấy là lệnh cover, lệnh phủ mặt rất thường xuyên sử dụng trong Formic khi các bạn dựng hình để tạo ra những cái đối tượng đặc biệt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.